Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 99. Tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, như thường lệ chúng ta nghiên cứu học về kinh, về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 29. Và cũng xin báo cáo với toàn thể đại chúng là hôm nay chúng ta sinh hoạt một bữa nay, rồi nghỉ hai cái chủ nhật để cho tăng ni toàn thành phố lo sắp xếp cái việc thiết hạ an cư của mỗi tự xứ mình, đồng thời cũng là thành hội Phật giáo tổ chức cái lễ Phật đản mà các vị đã thấy đang làm lễ đài ở đây. Cho nên là nghỉ hai cái chủ nhật để sau đó thì cái lễ an cư kiết hạ xong xuôi hết đó, thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại cũng như là trường Phật học. Các cái lớp ở đây cũng nghỉ hai tuần như vậy, xin đại chúng lưu tư cho. Còn cái việc mà đây là hôm nay có cái câu hỏi này, rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà cái điều thứ nhất là tôi đã dặn câu hỏi là rất cô động và gọn mà không có lý luận. Thầy không biết cái nào là hỏi cái nấy mà không có lý luận, vòng qua vòng lại vòng qua vòng lại rồi mới bảo hỏi, mới hỏi cái gì thì cái đó là không có trả lời được, trả lời nó không có rồi. Hai nữa là hỏi là phải có học ở đây lâu rồi thì hỏi nó mới có, nó có theo cái khuôn khổ, cái mực thước mà có học rồi, có hiểu rồi, còn cái chỗ bế tắc thì hỏi thì giải nó mới được. Chứ còn ví dụ như từ lâu lắm là không có học gì hết, mình đem vô mà hỏi đó, là chỉ có cái cách là phải mở cái lớp mà dạy lại từ đầu thôi, chứ không có trả lời được. Có trả lời đi nữa cũng không ít lợi gì, mà những cái người ta học ở đây lâu năm đó mà người ta chịu không có nổi, nó mất thì giờ của người ta. Thế thì là cái việc đó xin lưu ý cho, quan hệ cho, phải học ở trong cái khuôn khổ, chứng tỏ rằng là cái tiến trình mình học nó tới đó, nó bị cái gút gì đó thì nhờ ta mở ngay cái gút đó thôi. Chứ giờ một cuồng dây to vậy mà rối nhộng vậy đem đi nhờ mở, mở sao cho nổi. Phải mở rồi, hết rồi, chỉ có gút nó thì khó. Bây giờ tôi có khả năng mở thì nhờ mở gút này thì nó mở được. Chứ đem cuồng to vò mà nhờ mở thì không có khả năng, không có thời giờ để làm việc đó. Bây giờ hôm nọ thì đã triển khai qua cái bài thi ca thứ hai, thứ 33 rồi. Nhưng mà cái thời giờ bao nhiêu đó đó, cái ý này mà lướt qua thì rất là ổn, cho nên hôm nay là quành trở lại thi ca 29, 33, kỳ 29. Bữa nay là tiếp tục triển khai lại cái thi ca 33. Cái này đại chúng và những vị mà đi muốn đi sâu vào kinh điển để ý học cái bài này cho kỹ. Cái câu mà nhất địa cụ túc nhất thiết địa thì muốn học kỹ là các vị phải học cái chỉ nhất thiết địa là cái gì cả đó. Cái chỉ nhất thiết địa đó là trong
Cho nên trời Atula, người địa ngục là quỷ xuất sanh, gọi là lục thú tập cư. Nhưng mà tại vì là Atula thì cõi nào nó cũng có riêng của nó. Có trời cũng có Atula, có người cũng có Atula. Địa ngục là quỷ xuất sanh gì cái đều là có cái kiểu Atula của cái cảnh giới đó. Vì vậy mà lột bớt đi, kinh điển thường gọi là ngũ thú tạp cư, là ở chung lộn nhau trong cái cõi dục. Còn cái địa thứ hai á, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Đó là cõi sắc, gọi là thế giới sắc, gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới là không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ địa. Đó là chính địa. Mà chính địa như vậy là gồm, nó nằm ở trong tam giới. Tam giới là gồm có chính cái cảnh giới đó. Những người nào, tâm hồn nào còn ở trong chính cảnh giới đó đều gọi là những người ở trong tam giới. Mà trong chính cái địa đó, ta gọi là cái bài vi ca này, nó nhất địa, cụ túc nhất thiết địa. Một cái cảnh giới này nó có đủ cái chất liệu của 80 cảnh giới kia, nghĩa là vấn đề vui khổ giống y nhau. Đó là nói về tam giới cửu địa. Rồi nói về cái địa mà của 10 phương, gọi là 10 phương thế giới. Mỗi một thế giới của chư Phật trong 10 phương cũng đều gọi là một cảnh giới, một địa. Thế thì là trong cảnh giới này cũng có đủ cái chất liệu của cảnh giới kia. Cho nên cõi, trong một đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, phi sắc phi tâm. Trong tam giới cửu địa cũng giống y như vậy. Trong một địa có cái chất liệu của chính cái cảnh giới chính địa kia. Cảnh giới của 10 phương chư Phật trong một cảnh giới cũng có cái chất liệu y như của cảnh giới nào, cũng y như cảnh giới nào. Do vậy ta nói là cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Bởi vì cực lạc là khi nào mình tỉnh thức, mình giác ngộ thì mình không có bị phiền não vô minh, thì mình lúc đó gọi là mình vãng sanh cực lạc. Tức là mình đổi đời, mình thay đổi cái đời sống của mình, nó không còn ưu bi khổ não cực khổ nữa, thì mình gọi là cực lạc, là vãng sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ để ý. Còn bằng ngược lại, bất cứ mình ở đâu mà nếu mà không có chánh niệm, không nhận thức được cái chánh, cái tà, cái thiện, cái ác, không có tỉnh thức, không có giác ngộ, thì bất cứ ở đâu, gọi là địa nào, cảnh giới nào cũng đều là đau khổ giống nhau. Cho nên để cái này mà học cái này, mà chất liệu của Đại Thừa là cái bài này dữ lắm đó. Cảnh như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Ta bà tức là cửu giới đó, tức là cửu địa đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc.
Thường thường người ta học tôi nói là cõi ta bà, tức là gồm ở trong là cửu địa, tức là gồm trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà cái tư tưởng đại thừa ta nói cõi ta bà đó sự thật, nó không có Phật. Nếu người ta tỉnh thức, người ta giác ngộ, người ta nhận thức được kiến hoặc tư hoặc là nguyên nhân của đau khổ, người ta đoạn trừ kiến tư hoặc. Ta nhận thức được, cái người mà có chánh niệm, người có tỉnh thức, người mà sống theo bát chánh đạo, thì dịch về kiến tư hoặc rồi thì cái địa, cửu địa mà gọi là ta bà đó mà, không còn là cảnh ta bà nữa, mà nó trở thành cảnh cực lạc. Bởi vì cảnh cực lạc là gì? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chi lạc cố danh cực lạc. Chúng sanh nào mà không có bị các điều khổ, không có bị các cái tham sân si mạn nghi bẩn hận phú não tật sân, không có bị những phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành, thì chúng sanh đó gọi là chúng sanh đó đã ở cực lạc rồi đó. Từ cái nhận thức này cho nên là mình phải tạo cho mình sống vãng sinh cực lạc trong ngày, trong những ngày mà mình còn sinh tiền. Và lẽ tất nhiên là cái học giống này nó sẽ đời đời nó là học giống tốt, học giống mà người ta đã chuyển hóa ra, ta lai tạo ra giống tốt rồi thì cái là lần sau chiếc nhánh là ương hộp của học giống đó đều là phải là giống ngon. Cho nên ngay bây giờ mình phải chuyển hóa cái phiền não vô minh của mình để mà mình không bị các cái phiền não vô minh nó làm đau khổ, mà mình chỉ hưởng các điều vui, thì mình là cái người vãng sinh cực lạc trong hiện tại. Mà hiện tại một giống này nó đã là trở thành hộp giống ngon thì mình trồng cái hộp giống đó, cái gen của cái cây đó hay là cái hộp, cái nhánh của cây đó hay là cái hộp của cây đó đều là trồng ra thứ cây ngon, trái ngon. Chỗ này là cái chỗ sâu nè, mà nếu mà không hiểu cái chỗ này đó thì mình tu coi như rất là dữ, rất cực mà khổ đó, mà không có kết quả lên. Cho nên phải nắm vững là cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Ta bà là khi nào phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành thì là chúng ta đang ở ta bà. Mà chẳng những ở ta bà mà còn ở tam đồ ác đạo nữa cơ. Bởi vì chữ ta bà nó là gồm có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà cõi dục mà cực độ của cái tham dục, thực dục, tham dục, dâm dục mà cực độ đau khổ thì nó thành ra địa ngục ngạ quỷ thức sanh. Do vậy cho nên là để ý, phải để ý và tư duy cái này, và phải thấy rằng mình ở trên cõi đời này có lúc nào mình có thể là mình sống bằng ngạ quỷ. Mình là ngạ quỷ, có lúc mình là xuất sanh, có lúc mình là bị gọi là đọa địa ngục A Tỳ. Phải thấy như vậy mới được, chứ không phải chờ chết rồi mới sợ ngạ quỷ xuất sanh. Con người này không dễ gì thành cái loài bốn chân mà để làm như con thú, không dễ gì mà thành cái loài có cánh như chim mà gọi là xuất sanh vậy đâu. Khó làm cái đó lắm, mà nó làm ngay ở trong cái cõi đời này. Nghĩa là cái tấm tình, cái ăn ở, cái khổ đau, cái chịu đựng của ta, nếu mà không có phước đức, không có trí tuệ, ta sống y như là cái khổ, y như cái khổ của xuất sanh. Ta sống thì chịu đựng cái khổ y như cái khổ của ngạ quỷ. Ta sẽ chịu đựng những cái khổ y như cái khổ địa ngục. Bởi vì cái địa ngục là ta dịch là khả yểm, là khả khí, khổ cụ, bất lạc, là vô, là hữu, tức là những cái cảnh mà đau đớn cực kỳ khó chịu, khổ sở, chứ không phải là địa ngục là ở đâu nữa hết. Do vậy cho nên là phải quán chiếu lúc nào mình ở địa ngục, mình phải biết để mà mình thoát ra. Lúc nào mình sống bằng ngạ quỷ, có cái kiểu sống bằng ngạ quỷ thật sự trên cõi đời này, nhưng mà đều nếu mà chúng ta không có để ý mà tu tập, không có quán chiếu, ta không thấy. Chứ có quán chiếu là thấy ngay. Sống cuộc đời ngạ quỷ, thèm thuồng vô độ, tham muốn vô độ, suốt đời tham muốn mà không bao giờ biết đủ là sống ngạ quỷ. Ngạ quỷ là nó thèm thuồng, nó mong mỏi, nó khát khao, đói khổ, tự thấy đói khổ, kỳ thật không phải đói khổ mà nó đói khổ. Còn xuất sanh là gì? Là không có biết cái
cái phẩm giá, cái nhân cách của một con người, của cái con người mặc dầu là đi hai chân nhưng mà tánh tình ăn ở gian xảo lật lọng, vô liêm sỉ, vô đạo đức. Thế thì cái cuộc sống đó là trong đạo Phật ta ví như là sống cái đời sống xuất sanh, chứ không phải mình đợi tới mình đi bốn chân hay là đi hai chân hay là có cánh như chim như thượng cà ma thú. Còn những người mà khổ triền miên đó là đọa địa ngục rồi đó, làm sai với hiến pháp, với luật pháp, làm sai với cái quy ước sống của xã hội, rồi cứ dằn vặt từ giày ra tới đau khổ tới kiện tụng tới tù tội tới tử hình, mà tới cái thời gian đó chờ đợi như vậy là nó đau khổ vô cùng rồi đó. Là đọa địa ngục rồi đó, hữu gián hoặc là vô gián đó, phải thấy như vậy mới học đạo Phật. Còn mà chờ chết rồi mới sợ đọa địa ngục trong lúc chết rồi là hoàn toàn không phải đạo Phật. Chờ làm tội rồi sau này cái chết thì mới thành con trâu, con bò, con chim này kia để là gọi là đọa súc sanh, mà hiểu như vậy là không phải đạo Phật. Con người không dễ gì đọa thứ đó đâu, bởi vì trong giữ gìn ngũ giới là ta đã làm được con người rồi mà trong đời này là nhiều người người ta giữ ngũ giới được lắm, thậm chí là ta non đi nữa ta gọi là thiểu phần ưu bà tắc hay là thiểu phần ưu bà di, ta giữ được hai ba giới thôi ta cũng chưa mất con người được. Thế thì chừng nào mà con người này mới làm loài thú thượng cà mã thú bốn chân hai cánh, rồi ai là người mà bắt tội là đem về giam ở nơi địa ngục ngạ quỷ chứ không nào. Cho nên cái đó là không phải vậy, cho nên học cái bài này thật kỹ để mà tu. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi, cõi là nhất chân khi sắc khi tâm. Cõi nó nói sắc không trúng, nói tâm không trúng. Sắc mà nếu mà nói mà hoàn toàn vật chất không á, mà không có con người, không có bác sức tâm vô của con người để tác động vào, thì cái gọi là vật chất trên cõi đời này đều trở thành không có gì để đang nói với ai, nói với ai, ai nghe ai biết. Cho nên nói là vật chất không đúng, mà nói về cái giảng pháp này là do tâm không, không đúng. Tâm không thì tâm đối với cái gì? Tâm thì phải đối với vật, nhân thì phải đối với pháp, nó mới có đối tượng chứ. Do vậy trên cõi là nhất chân mà phi sắc phi tâm, mà trong đó vừa sắc vừa tâm, bởi vì giảng pháp do nhân duyên trung cùng vô tận hòa hợp mà sanh. Tôi nói ví dụ bây giờ là mình nói dễ hiểu, và các vị ai cũng có cái tivi rồi, tivi là toàn là bằng những cái dữ kiện đó, những cái linh kiện đó là toàn là bằng vật chất hết. Nhưng mà tôi xin lỗi nha, mình hồi hướng cho đúng thủ tục đó, là cái dòng điện đấy đầy đủ trong đó mấy trăm cái linh kiện để ghép lại thành cái tivi đủ rồi đó, còn thiếu một dòng điện thôi thì cái tivi hay là cái vi máy vi tính đó có hoạt động được hay không. Hoặc là có dòng điện rồi nhưng mà trong cái tivi đó nó lại đứt đi cái cầu chì, hoặc là một cái con vốn nào đó hở ra một chút xíu thôi, hở một sợi tóc thôi cũng không thành được, bởi vì duyên mà, duyên sanh mà, thì mà duyên thì phải đủ. Cho nên tivi hoàn thành toàn diện mà phải thêm vô cái dòng điện nữa mới tivi mới gọi là cái tivi xài được. Do vậy cho nên là dù cái thân hình vật chất hay là cảnh vật chất mà không có cái duyên tâm mà ghép vô, tâm cũng là một duyên ở trong tất cả cái duyên, cũng như dòng điện chỉ là một dòng điện ở trong cái tivi cả mấy trăm cái linh kiện ghép lại, mà không có thêm một cái dòng điện là cái tivi mấy trăm cái món kia đều bỏ. Hoặc là có dòng điện mà không có cái linh, những cái linh kiện để ghép thành cái tivi thì cái điện cũng là bỏ đi. Do vậy cho nên vật chất ví như cái tivi đã toàn diện, mà cái gọi là tâm, bác sức tâm duyên của con người mà tác động vào cũng như cái dòng điện, vì dòng điện là một duyên ở trong cái 300 cái duyên của cái linh kiện
mà ta ghép thành cái tivi. Do vậy cho nên là dưới con mắt của người chứng đạo, ta thấy là cõi là nhất chân, mà phi sắc phi tâm, mà cũng sắc cũng cũng tâm, mà không phải sắc không phải tâm, mà cũng sắc cũng tâm. Vì bỏ tâm ra thì cõi này không còn là cõi gì nữa cả. Hoặc là bỏ vật chất bỏ sắc ra cũng không có gì để được nói. Vì vạn pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì phải có vật chất và phải có tinh thần. Cũng như gọi là cái máy điện tử, cái máy tivi thì phải có cái phần vật chất của máy tivi, mà trong đó phải có một cái duyên nữa là cái dòng điện. Bỏ dòng điện ra cái tivi giờ có đủ đầy đủ nữa, không còn thành vấn đề gì để nói gọi là tivi cả. Chỗ này là cái chỗ mà học tư duy mới thấy không thèm cạnh tranh vấn đề duy tâm mà là duy vật đâu. Anh duy vật mà không có tâm á thì giống như cái tivi anh mần sẵn rồi hết, cái máy điện toán anh làm sẵn rồi hết mà không có dòng điện vô, thiếu một dòng điện thôi là cái máy anh cũng bỏ thôi. Máy đó máy với ai, gọi là điện tử cái gì? Cho nên cõi nhất chân không phải sắc mà cũng không phải tâm, mà cũng sắc cũng tâm, vì duyên sanh. Cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cực lạc là do tâm ta an lành thanh tịnh, tâm an mau ốc ổn là tánh định thể căn hơn. Cái tâm mà an là ở nhà tranh chất đất, ăn cơm hẩm canh rau đơn sơ mà vẫn ngon, vẫn vui, vẫn khỏe. Và nếu mà tâm không an thì ăn cái đồ ăn thật là quý giá đắt tiền mà không hề có ngon. Ở những cái nhà lầu 5-10 tầng mà tới 5-7 tòa như vậy mà cũng không hề có sung sướng. Cái chân lý nó rõ ràng như vậy. Học cái chữ danh cố văn, danh văn cố chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Tất cả chúng ta sống trong hàng ngày là toàn là danh cố văn. Mà nói gọn trong duy thức học thì gọi là biến kế sở chấp. Còn học kỹ hơn ta học là nó có cái loại mà danh cứu danh đó, đều là cái loại danh ngôn giả lập. Do tâm dương, tâm sở và sắc pháp, ba cái món đó mà nó hợp lại, nó thành ra một cái loại pháp ta gọi là bất tương ứng. Ta gọi là bất tương ứng. Ví dụ như là nói cái này thì hơi khó hiểu chút, là phải học kỹ chút. Như là đắc, là nặng căn, là chứng đồng phần, là vị sinh tánh, là vô tưởng định, là diệt tận định, là văn thân. Văn thân tức là một nét. Rồi văn thân, rồi cố thân, rồi sanh, sanh rồi trụ, rồi lão, rồi vô thường, rồi lưu chuyển, rồi định vị, rồi tương ứng, rồi thế tốc, rồi thứ đệ, rồi thời, phương. Thời tức là thời gian, phương tức là phương hướng đó. Số mình đếm số thứ tự đó, thời phương số hòa hợp và bất hòa hợp, tất cả thứ đó đều tự nó không có là cái gì hết. Mà do có ba pháp tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà ánh hiện ra có những cái loại pháp như vậy. Ví dụ như nó thời gian, thời gian là gì? Tự thời gian không có là cái gì cả, mà là thời gian là do sắc pháp. Ví dụ như cái áo đây là vật chất, là sắc pháp đây. À, cái áo này nó cũ như vậy là biết là áo này mai 3-4 năm. Cái chùa này thấy nó gọi là xuống cấp như cái này thì ta biết là cái chùa này là làm 30 năm. Thế thì là do có cái chùa là vật chất, là sắc pháp, và do cái nhận thức của ta, mắt tai ý, gọi là ngũ câu ý thức của ta, nhận thức thông qua những cái tâm sở là xúc các ý thọ tưởng tư, mà ta thấy được cái chùa này xuống cấp. Ta biết cái chùa này 30 năm, cất 30 năm, so với cái chùa kia mới tên, ta biết mới cất vừa xong vừa thánh thành. Thế thì cái chữ thời gian mà nó có được là do tâm dương, tâm sở và sắc pháp, ba pháp nó nương ra nhau, mình ánh hiện ra có cái chữ thời gian. Phương là phương hướng, tức là không gian đó. Từ đây ra Hà Nội vừa nào vào đâu mà biết, cũng vừa vào là vật chất. Dựa vào cái điểm là thành phố Hồ Chí Minh, nếu đi đường bộ là 1765 cây số, thế thì khoảng thời gian 1765 cây số là cái điểm của thành phố Hồ Chí Minh và cái điểm của thủ đô Hà Nội. Cái điểm của phi trường trường Tân Sơn Nhất và cái điểm của phi trường Nội Bài, 1:40 là cũng phải có cái khoảng
cái khoảng không gian á, mà biết được là cũng dựa trên vật chất. Mà vật chất là sắc pháp, mà sắc pháp thì ai là người biết được bao nhiêu thời gian, ai là biết là người biết được cái khoảng không gian đó, là con người, là bát thức tâm duyên. Mà bát thức tâm duyên mà muốn nhận thức được như vậy là phải dựa vào cái gì? Là xúc tác ý thọ tưởng tư dục thân giải niệm định huệ, tức là những cái tâm sở. Thế thì là tâm duyên, tâm sở và sắc pháp nó tổng hợp lại mà nó sinh ra một cái nhận thức là thời gian, là không gian, là sanh, là già, là bệnh, là chết, vân vân. Cho nên cái chữ này là ta gọi là danh văn cú, là chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Nó là do ba pháp nương ra nhau mà ánh hiện ra. Cũng như cái ánh sáng của cái đèn này là do ba pháp. Một là dòng điện, hai là những cái linh kiện, những cái dữ kiện để làm ra cái đèn, ba là trong cái bóng đèn quỳnh quang này có cái bột quỳnh quang. Ví dụ vậy, mình nói ba thôi chứ còn kỳ thật là nhiều hơn nữa, mình đại để mình nói tóm tắt gọn như vậy. Nhờ ba cái đó tận thêm cái công tắc để nối dòng đèn, bật lên là cháy, mà chắc đi là nó tắt. Thế thì coi như nhờ bốn cái mà nó có ra cái này. Thí dụ vậy là mình nói đơn giản vậy. Do vậy cho nên nó có cái thứ danh ngôn giả lập, tôi gọi là danh danh cú, chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Do vậy cho nên trong cuộc đời này là tất cả đều là dựa trên danh danh cú phân biệt mà. Với linh giác ta nào có dính dáng chi? Không dính dáng gì hết, nó trở thành ra như thức học gọi là biến kế sở chấp, không có dính dáng gì hết. Vậy mà có những lúc mình đau khổ kỳ cục, mình chịu đựng những cái nghe, những cái thấy, những cái phân biệt đó sinh ra cái thứ đau khổ, mà kỳ thật là toàn là danh văn cứu, toàn là biến kế sở chấp. Cho nên mình học cái này rồi mình để ý, mình tư duy, mình quán chiếu từ từ rồi nó thấm, rồi lần lần rồi mình mới nhận diện ra được cái thứ phiền não vô minh. Nó rất tầm thường vậy mà mình phải chịu đựng, để rồi nó thanh ra mình ở cõi ta bà. Mà kỳ thật cõi này không phải là cõi ta bà. Nếu mình tính tính, mình giác ngộ thì mình không hề bị khổ đâu. Vậy mà mình bị khổ. Tại vì dân văn cú chỉ là thứ dân ngôn giả lập. Với linh giác ta nào có dính dáng gì? Phải móng tay tròn đủ tám dạng pháp môn tu. Câu này là ý nói rằng sự thật là nói là tu chứ có tu gì đâu. Nếu mà tỉnh thức, tỉnh thức ra thì mình coi như tu rồi hết. Rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng. Tại mình không tỉnh thức chứ. Chứ mình tỉnh thức cái gì? Giảng pháp là tự tánh đều là thanh tịnh hết. Tánh của con người là Phật tánh, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh của vạn pháp là pháp tánh, cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên. Nhưng mà tại mình không làm chủ, mình không qua về với cái Phật tánh, với cái pháp tánh thanh tịnh vốn có của con người, của vạn pháp. Và cho nên nó thành ra nguyên nhân đau khổ. Cũng như tiền bạc là nguyên nhân để làm cho con người có hạnh phúc đó chứ. Vậy mà tiền bạc nó làm cho người ta tù, tội, thậm chí phải chết vì tiền bạc. Cho nên là nếu mà tỉnh thức thì khởi móng tay là tròn đủ tám dạng pháp môn tu. Khỏi tu gì hết mà coi như tu rồi tất cả. Mà cái người đó là cái người mà cần ôm gốc, cái người đó không quan tâm chỉ cần ngọn, mà muốn ôm gốc là phải tu tập cái pháp gọi là như quyến tâm mà đều. Tôi nhắc cái này chuẩn bị cái đó. Tôi biết làm con mẹ phải ai cũng làm được liền, nhưng mà ít ra là các vị phải nhận thức được cái đó rồi, ngày nào đó các vị tự cởi mở, các vị thành tựu được cái pháp như quyến tâm mà đều càng sâu thì các vị sẽ khá đúng tay là tròn đủ tám dạng pháp môn tu. Trong nháy mắt là dứt sạch ba a tăng kỳ nghiệp chướng. Bởi vì nghiệp chướng là do thân khẩu ý sống sai chánh pháp, không nhận thức được chánh pháp, sống sai chánh pháp, sống trái chánh pháp. Chứ còn là nếu mà mình nhận thức được chánh pháp rồi, mình sống đúng với chánh pháp, mình sống đúng với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, mình sống đúng với pháp tánh thanh tịnh của vạn pháp, mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức, có giác ngộ, thì nghiệp a tăng kỳ ở đâu?
ai bắt tội, ai là người chịu tội, nó là cái gì mà nó còn tồn tại được? Chính thật tướng tôi thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng nó đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng của pháp, cái tướng của nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp, vì cái gì mà hiện hữu mà tồn tại được? Do vậy cho nên là cả móng tay là tròn đủ tám dạng pháp môn tu, mà nháy một cái nháy mắt là dứt thật a tăng kỳ nghiệp chứ. Đây là pháp môn thật của đại thừa Phật giáo. Chỉ có cái điều là phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải tập và thực hành trong cái cuộc sống của mình. Cho nên cái bài này tôi muốn nhắc lại là nó rất là quan trọng. Chứ không khéo là mình gửi gắm cái tâm hồn ở cái cõi cực lạc nào đó, hoặc ở phía mặt trời lặn, hoặc là phía mặt trời mọc phía nào đó, hoặc phương đông phương tây nào đó, không đúng đâu. Cõi là nhất chân phi sắc phi tâm. Rồi có khi thì mình nản, gọi là đây là cái cõi này cực khổ, mình đòi xa lắm, mình chạy trốn đi cõi khác. Không có. Cõi này không hề là cõi ta bà. Ta bà là tại tâm mình nó làm cho mình đau khổ, thì mình thấy mình phải chịu đựng, cho nên mình gọi nó là ta bà. Mà mình tỉnh thức thì mình không có chịu đựng nữa, thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà cái nhẹ nhàng đó là những người mà có tuổi rồi đó, thì để mà tu thì người lớn tuổi rồi là dễ tạo cái điều kiện tu tập để nhẹ nhàng. Còn cái tuổi nhỏ thì nghe có nắm được đi nữa, chứ còn cái ý niệm mà ngã, chấp ngã và chấp pháp thì công danh sự nghiệp trong cuộc đời đó của họ còn dài. Do vậy cho nên nhất định là phải khó làm hơn. Chẳng hạn như tôi đây, là cái bản chất của tôi là nghe kinh đã thừa hồi mới học đạo tới giờ vẫn mê đấy chứ. Nhưng mà hồi nhỏ tôi làm không được bao nhiêu phần trăm đâu. Biết thì biết, có sống, có theo, nhưng mà so với cái ý muốn của mình 100% nó chỉ được là một vài chục phần. Nhưng mà cỡ như tuổi bây giờ đó thì là 100%, nó có thể đi tới 80, 90, có khi nó đi tới gần trọn cả 100%. Là tại vì sao? Là tại vì một là mình tư duy nhận thức nó mấy mươi năm nó 90 rồi, mình thấy rất rõ rồi. Hai là mình dựa vào á, cái cuộc sống. Tôi nói cái này đại chúng nữ hồi chủ tịch, mà khi mà động viên mà để mà cho những người mà làm cách mạng là phải khuyên toàn dân phải nhớ một câu là phải có thực mới vượt được đời. Cho nên ai đi đánh giặc, ai đi kháng chiến thì làm kẻ, thì bắn súng người, thì làm cái gì tất cả ngành nghề để đấu tranh với địch. Nhưng mà còn những người nào ở nhà, tùy theo sức lực của mình là phải sản xuất, phải làm ra tiền của vật chất, tùy theo hoàn cảnh mà làm. Và phải có thực mới vượt được đời. Cho nên trong cái việc mà tu hành này nè, bà con nào mà những cái người mà người ta cái kinh tế mà người ta có cái cơ sở nó ổn định rồi đó, là ta bắt đầu nó tu rất là dễ, thành tựu nhẹ nhàng thoải mái. Nó có thực thôi, còn chưa có thì phải nói rằng bệnh phải còn cực khổ, phải khó khăn, cái đường tu mình khó khăn hơn. Mà ai mà kinh tế mà thấy ổn định, mà ổn định với cái tầm cỡ tri túc cả nhà phải học đạo cơ. Chứ còn cái gì là xài cái 1000 tỷ mà cũng không tri túc, rồi 2000 tỷ cũng không tri túc, từ 3500 tỷ cũng không tri túc, cho tới 6500 tỷ, 400 triệu nữa. Mà nếu mà nhà nước không phát hiện cũng không tri túc, thế thì làm sao mà có an lạc được? Cho nên cái kinh tế ổn định đây có nghĩa là phải thiểu dục và tri túc, phải biết đủ tri túc, tiện túc, đại túc, hà thọ thời túc. Đó là Nguyễn Tôn Trí. Biết đủ là đủ, chứ chờ đủ là không biết ngày nào phải đủ. Khi nhàn tiện nhàn, chứ đã nhàn hà thời nhàn. Biết nhàn là nhàn, chờ cho cái lúc nào đó mới nhàn, biết chừng nào mà có. Cho nên là một là kinh tế tương đối là ổn định, mà biết chút nữa là người đó có thể an lành ngay tại chỗ. Hai là cái tuổi lớn. Tuổi lớn là cái tư duy, cái chính chắn nó mùi rồi, mà cái nhận thức về sắc, về tài, về danh, về thực, về thì đã trải qua hết rồi, đã thấy được cái tính chất phù hư như mộng như huyễn của nó rồi, tự mình xác định rồi, là hai yếu tố. Yếu tố thứ ba nữa là cái mạng sống của mình không còn bao dài. Vì vậy cho nên nếu mà mình tham lam, mình chấp chấp, mình giữ gìn, mình tiếc nuối, mình đau thương gì đó là đều là một sự si mê và lỗ lã lầm lạc, mà đạo Phật không dạy những người đệ tử Phật như vậy.
Khi mình tỉnh thức được mấy điều đó là mình đi trên con đường tu hành, mình có an lành, có giải thoát thật sự. Còn như tôi vậy là tôi kể thêm, mà kể cho từ cái ngày mà nghĩa là tôi đọc được cái báo mà tôi hiến xác á, là nó nhẹ thêm một cái nhẹ vô cùng vô tận, nhẹ vô cùng. Chứ còn giờ đây nhiều bà con nhiều lo cho mình cái tháp, lo cho mình cái kim tỉnh của mình là 3 triệu thì thua kim tỉnh của bà kia nó tới 7 triệu, kim tỉnh bà kia 7 triệu thì kim tỉnh của cái ông nọ cái chùa bên Mỹ gửi về làm tới 25 triệu. Trời ơi, là cứ đau khổ dài từ sống cho tới chết. Mình nhìn cái mã mình như mã người ta là cũng đau khổ nữa thôi, tôi hỏi cái chừng nào mà có xuống đây. Vì tu hành mà cứ nhìn cái tháp thì cái tháp ta làm cho mình tâm 20 triệu, tháp mình làm có 60. Rồi còn ông nữa nó trộn tháp ta làm 60 mà tháp mình làm thì có 25 triệu, vậy có nó lè tè vậy, tầm thường quá. Vậy rồi ta nói mình tầm thường làm sao? Thế thì sống cũng khổ sở vì chùa chiền, vì đất đai, vì địa vị, rồi chết cũng khổ sở vì tháp nữa. Tôi hỏi chừng nào mới xuống đây. Cho nên cái chỗ mà kể từ cái ngày mà sống lên cái vấn đề mà hiến xác này, vô địch, không còn chỗ sợ. Phật đã viết cái bài gọi là tứ vô sở quý, không còn chỗ sợ. Cho nên bây giờ thưa thật với đại chúng là tôi có nói ngày nào mà còn nói là động viên nhắc nhở, là tạo cái điều kiện cho chúng ta là đệ tử Phật an lành giải thoát là mục đích của tôi còn sống. Còn bây giờ các thứ khác tôi không cần nữa, không có cái gì nữa, không có cần cái vụ khen chê là trọng sinh hay là quý hay không quý gì, không có nhầm gì hết. Lúc này là còn ngày nào là để nhắc nhở cái tâm pháp để mình đi theo con đường của giải thoát giác ngộ, cho mình có an lạc, có sung sướng, mọi người có sung sướng. Tôi cho cái đó là đúng lời căn dặn của Phật trước khi nhậm niết bàn. Cho nên cái địa có nghĩa là cõi, là cảnh giới. Cảnh giới thì nó có loại cảnh giới vật chất cụ thể như là những cái hành tinh thiên thể mà các cái nhà thiên văn học đã khám phá, đang tìm hiểu về sự cấu tạo hình thành. Cảnh giới nào có thể có sự sống, cảnh giới nào không? Theo giáo lý Phật dạy thì cảnh giới vật chất cụ thể này nó nhiều lắm, phải dùng cái thứ ngôn từ gọi là vượt ngoài tính đến để mà nói, như là cái từ hằng hà xa xôi. Cái thời kỳ mấy ngàn năm trước mà Đức Phật mà nhận thức được là cảnh giới hành tinh thiên thể là hằng hà xa số, rõ ràng là Đức Phật có một cái trí tuệ như là đặt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề là rõ ràng rồi. Hằng hà xa số là nó nhiều như số cát của sông Hằng vậy. Hằng hà sa số đã nhiều vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Cái từ nghe như sâu xa hung hút và ngọt thở ấy nó nhiều biết là chừng nào. Vậy mà qua cái thấy của người chứng đạo thì tất cả cõi hay là tất cả cảnh giới đó gộp lại trong một cái từ là pháp giới, gọi là cái từ pháp giới. Rồi qua sự quán chiếu và tư duy, người chứng đạo đánh giá là nhất trần, pháp giới nhất trần, không có cực lạc, không có ta bà, không có cảnh giới nào hoàn toàn gọi là an vui mà không có bị các đời khổ, mà cũng không có cảnh giới nào bị các chỉ toàn là khổ mà không có an vui, không có cái đó. Cái đó là kinh Bất Liễu Nghĩa thì nói như vậy, gọi đây là ta bà mà phải sanh sanh là thế giới cực lạc. Đó là kinh Bất Liễu Nghĩa, mà giảng Liễu Nghĩa rồi thì Phật hiệu Di Đà pháp giới toàn tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái cảnh gọi là cảnh cực lạc đó là ở trước mắt ta, ở trong mọi sự mọi vật xung quanh ta, chỗ ta ngồi, chỗ ta đi, chỗ ta đứng, chứ không có đâu nữa hết.
nghĩa là pháp giới cùng chung một bản thể là chân, là như, không cảnh giới nào ngoài cảnh giới nào, không cảnh giới nào tốt hơn, quý hơn, sướng hơn cảnh giới nào, vì tất cả đều là chân như, cùng một chất lượng chân như giống nhau. Do vậy dưới con mắt của cái người chứng đạo thì nhất địa là cụ túc nhất thiết địa, đất một cõi là đất hoàng hà xa cõi, cõi là nhất chân, không phải sắc mà cũng không phải tâm, mà là hợp lại sắc và tâm. Ngoài cảnh giới hay cõi, cụ thể vật chất ấy còn một thứ cảnh giới, một cái thứ cõi lòng. Cái thứ cõi ở lòng này nó tác động trực tiếp vào cái cuộc sống của con người. Đây là một cái cảnh giới đáng kinh sợ, đáng quan tâm để mà tu học. Phật tâm của ta vốn trong sáng thanh tịnh, vốn có tự thể của tâm là cái thể thanh tịnh trong sáng, nó là nhất chân, nó không có sầu muộn, nó không có ưu tư, nó không có khổ, không có vui gì gì cả. Thế nó cũng là một thứ pháp giới nhất, nhất chân đó. Ôn lại cái kinh Lăng Nghiêm, ta gọi là cái chân tâm của mình là thường trú, cái thể tánh của mình là tịnh, mà tánh là minh, tánh là hoàn toàn thanh tịnh, minh là hoàn toàn trong sáng. Đó là cái tâm của ta cũng là cái pháp giới nhất chân. Rồi đại chúng để ý, mình học thì mình ôn kinh cũ kinh mới, kinh này nó tác động qua kinh kia. Hằng ngày ta sử dụng cái vọng tâm không mà ta sử dụng khách, mà ta ít có ai được gặp chủ. Ta chỉ thấy chồng mai lô nhô đầy ánh, đầy hư không, mà người ta ít có cơ hội để thấy được cái bản chất của hư không thanh tịnh. Cũng như mình ở thành phố đây là không dễ gì mình thấy hư không thanh tịnh đâu nha. Thấy toàn là hư không bụi bặm, đủ thứ chất, đủ thứ khí độc, mình không thấy được hư không thanh tịnh. Vậy mà mình cũng vẫn tưởng là mình thấy hư không, mà kỳ thật không hề mình thấy được cái tánh hư không thanh tịnh thật sự. Sử dụng cái tâm của mình là hiểu biết của mình, mình xài là khách không, tức là vọng tâm không. Còn cái chân tâm mà hoàn toàn thật, không hề có đau khổ, không hề có ưu đi khổ não đó, cái đó không có mấy khi mình gặp. Ít có mấy khi gặp lắm. Từ ra thường để tâm quán chiếu tư duy thì mới có gặp, còn không có để tâm tư duy quán chiếu là không hề gặp cái chân tâm của mình. Giống như đi biển ở Vũng Tàu mà Long Hải rồi này kia vậy đó, có người đánh cá suốt cả cuộc đời đó chứ mà làm gì có biết được cái thể nước biển thật sự, tại vì không có cái điều kiện để mà lặn sâu với cả 200-300 feet, phải lặn sâu xuống từ 100 feet trở xuống thì đó mới thật là kiếm nước biển. Còn đi đánh cá là đánh cả từ rồi 17 tuổi là theo đi đánh cá cho tới là 72 tuổi làm hết nổi rồi, ngồi trên ghe mà vẫn không hề biết nước biển thiệt, chỉ thấy cái hiện tượng lô nhô của biển là sống mà thôi. Chỉ có một thứ pháp giới nhất chân. Vậy mà thực tế có lúc ta vui, có lúc ta buồn, có lúc ta tham, có lúc ta si, có lúc là không còn muốn sống, thậm chí có người quên sanh thật. Đấy là một sự thật. Có người hết muốn sống, sống không nổi nữa. Và cùng cực quá có người quên sanh thật, tự tử thật. Thế vui khổ là do con người, ta bà hay cực lạc là do con người. Này ngọc nhiều lần lắm rồi. Cảnh giới thanh tịnh an lành đáng sống, hay ô tập khổ đau không muốn nhìn thấy cõi đời cũng do con người. Tâm con người
thì tâm ai cũng như tâm ai đều là chân như và cùng một cái bản thể là nhất chân pháp giới ở lòng ta đó chứ. Vậy mà có người khỏi sợ cung cực đau đớn ê trời. Thế là dưới mắt của thiền giả, của người chứng đạo, pháp giới ngoại cảnh hay là pháp giới nội tâm đều là nhất chân pháp giới, không có khổ, không có vui, không có cực lạc, không có ta bà. Để cái bài đó tiếp tới cái bài thi ca 34, là đây là cái thấy của người chứng đạo, là cái bản thể của hiện tượng vạn pháp là như như bất động, trong đó của con người, trong đó có cái bản thể, có cái bản tâm của con người cũng là như như bất động. Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhật hư không vô nhai bạn, bất ly đơn xứ thường tạm nhiên, mít tức chi quân bất năng chiến. Cái bài này là cái người mà đệ tử Phật trong cái hàng ngũ xuất gia là đúng ra là phải sống bằng cái cách sống này. Có cái bản tâm của con người cũng là như như bất động. Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhật hư không vô nhai bạn, bất ly đương xứ thường tạm nhiên, mít tức tri quân bất năng kiến. Cái bài này là cái người mà đệ tử Phật trong cái hàng ngũ xuất gia là đúng ra là phải sống bằng cái cách sống này, nó mới đúng cái lý tưởng và nó mới là hợp với cái trí bình sanh của cái người xuất gia. Phải tập cho nó tới đạt tới cái trình độ như như bất động, là bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhật hư không vô nhai bạn, có nghĩa là tâm tĩnh định thì có an lành ngay tại chỗ, chê hay khen không giận cũng không buồn cũng không mừng. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Các Phật tử ở tại gia cũng vậy, cũng phải để ý cái này, phải có cái tâm mà tĩnh lặng, rồi có cái tâm định thì có an lành ngay tại chỗ. Phải để ý vấn đề khen và chê, khen cũng không mừng mà chê cũng không giận, cái đó là cái khó lắm mà. Cái đó là muốn như vậy là phải tập xả ngã, tu về nhất thiết pháp vô ngã, là phải quán rằng cái vô ngã và vô thường, nhất thiết pháp vô ngã. Luận Đại Thừa Bát Pháp câu đầu tiên là như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy trong các kinh, tất cả pháp trong đó có cả hữu tình và vô tình, gọi chung là tất cả pháp, gồm cả hữu tình vô tình đều là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái chất liệu nào tự nó để nó sinh ra nó, mà là phải trùng trùng duyên khởi mới sinh nó ra được. Mà hãy nhân duyên mà còn hòa hợp, còn nương gá lại thì gọi là trụ, gọi là còn sanh. Còn nhân duyên chia ly thì gọi là diệt.
phải nhìn thấy cái tính cách vô ngã của vạn pháp là như vậy. Thì con người của chúng ta cũng là một pháp trong vạn pháp, nó cũng vô ngã như vậy, không hề có cái tự ngã, không hề có cái chất đơn độc nào của nó để sinh ra nó, mà ngũ quẩn phù hư không khứ lai, nó là thân ngũ quẩn, diệt sanh sanh diệt, cho nên không có tồn tại vĩnh cửu lâu dài được. Phải thấy được như vậy rồi là thấy được cái tính chất vô ngã. Mà thấy được vô ngã thì là bất khả quỷ, bất khả tán. Chê mới là không giận, mà khen mới không mừng. Rồi phải quán vô thường nữa. Vì là vô ngã cho nên là vạn vật đều là vô thường. Mà vô thường thì không có gì trường cửu, không có gì mà giữ gìn nó mãi được. Cho nên người mà học cái học đạo á, học đạo mà kỹ rồi tôi nói nhìn đâu cũng thấy được đạo hết. Kể cả coi tivi mà mình cũng thấy. Nhưng mà tất nhiên là có cái mình thấy, mình thấy để mình tư duy, mình quán chiếu thôi. Chứ còn mình đòi xã hội mình ta giống như ý mình là cái chuyện không bao giờ có được. Chứ tôi nói ví dụ như hôm nay là tôi có coi tivi, tôi thấy về cái vấn đề mà muốn là phục hồi lại cái trường Thái học, cái gọi là văn thánh văn miếu ở Hà Nội ấy mà, bỏ ra định bỏ ra tiền nhiều lắm, rồi phải đuổi bao nhiêu nhà, rồi các bà lên nói là nhà thì đuổi thì nhà nước là đuổi, mình cũng bằng lòng vậy, nhưng mà đều phải cho tiền mình đi để sinh sống vân vân, nhiều chuyện lắm mà nhiều tiền lắm. Mà nói cái chuyện đó là chuyện đời ấy, đời trần cho tới bây giờ 1400 mấy tới giờ mà phục hồi lại những cái dấu vết cũ như vậy, thì thiệt ra thì với con mắt của những người khảo cổ, với con mắt của cái người mà hoài cổ và bảo tồn bảo tàng, thì chủ trương của người ta cũng có cái chủ trương của người ta vậy. Nhưng mà với con mắt của cái người mà học Phật thật sự á, là tôi lấy ví dụ với mắt tôi á, mà bây giờ cần phục chế cái đó là 5 tỷ 3 tỷ gì đó, thì cứ để giữ những cái bình thường như vậy, mà lấy cái 5 tỷ 3 tỷ đó mà đem đi làm cái công chuyện là đường xá của nông thôn, mà đi lên miền núi, đi miền rừng, rồi đào giếng, rồi cho đồng bào, rồi là cất nhà tình nghĩa, rồi là nhà tình thương vân vân. Còn cái đất của tôi, cái nhà là dân hiến của tôi bây giờ nó vậy đó, anh nào ở trên thế giới muốn lợi đó là thăm, là tôi cho biết là dân hiến của tôi là bây giờ nó vậy đó, anh có tới thăm anh thăm, anh không thăm là anh đi chỗ khác. Tôi cốc cần nói cái chuyện đó. Chỉ có cái dân tộc của tôi bây giờ là dân tộc anh hùng đó, nó có độc lập, có tự do, anh nào tới đất tôi là phải tôn trọng cái luật pháp, cái hiến pháp, cái đời sống, cái văn hóa của chúng tôi. Còn nếu mà chê nó là tè, nó thấp, nó xấu phải không, các anh đừng tới. À, đó là cái ý. Vì sao vậy? Vì vạn pháp là vô thường, là vô ngã. Cho nên tôi lấy là cái cũ mà tốn 5-10 tỷ bạc ở chỗ đó, tôi để tôi làm cho đồng bào tôi no ấm, tôi sướng hơn chứ. Đó. Cho nên cũng nhìn coi tivi vậy, nhưng mà coi qua cái đó là mình có cái tư duy của mình chứ. Mình có tư duy của mình chứ. Thành ra cái người mà học đạo thật sự, cái thấy của người chứng đạo mà, cho nên đây là mỗi bài có cái thấy của người chứng đạo. Cái người có học đạo, có hành đạo, có chứng đạo, nó không có giống như cái thấy của người thường. Điều đó là điều tất nhiên. Chỉ có cái điều là mình biết, mà điều mình đừng có đòi hỏi mọi người phải thấy theo cái thấy của mình, không có được đâu. Xã hội của người ta như vậy thì anh phải nhìn nó bằng thập như thị. Anh đừng có cản, anh cản là anh sai đó nha. Ý mình thì mình thấy rằng vô thường là vô ngã, là không có chuyện gì mà phải hoài cổ, phải phục hồi những cái đó. Nhưng mà chừng nào mà nước tôi thiệt là giàu, dân tôi mà mỗi một đời là một tháng mà làm ăn được cỡ 3.000 đô như bên Mỹ á, thì cái chừng đó tôi làm đẹp cỡ nào cũng được. Nhưng mà bây giờ là tôi chưa làm. Tôi làm đường, tôi làm cống, tôi làm cầu, tôi làm tất cả những cái chỗ của những cái người mà còn thiếu thốn đó khó, mà tôi không bỏ ra làm cái đó. Cái gọi là văn hóa tôi không làm. Cái văn hóa mà để mà tôn tạo những cái di tích lịch sử, rồi đội Mão, rồi đội Hia, rồi đi cúc cung bái phủ phục hưng, bái thân, bái hưng, bình thân, đều đó hồi nhỏ tôi làm rồi. Bây giờ tôi thấy cái đó tôi ớn còn hơn là ăn cơm nếp nhão.
Chính tôi là làm cái nghề đó hồi mười mấy tuổi đây. Tôi đã từng là tôi làm hồi đó tôi có tánh cũng kỳ lắm nha. Mấy ông cả, mấy ông quản hồi mình tập á, mình tập phủ bụt hơn bé hơn bé hơn bình thân á, mấy ông đi ngang qua ông nó cội bay á, mấy ông cả hồi xưa ưa nói ngọng nói đất á, cội bay cập á là bé quạch cho đàng hoàng ấy không, vô mà đứng mà cái lưng khum khum như ngựa trời sinh lửa đó, cao cao cho nó cột đầu gốc sau đáy nuôi bọn á. Trời ơi, mấy ông nói vậy á mà hương hương lễ với hương văn nó tập mình, tôi là học trò thứ đó, nhưng mà mấy ông đó là thuộc ai, là cậu mình, là chú mình, là bác mình, cho nên mấy ông muốn nói gì nói vậy ha. Nhưng mà còn tôi trong bụng người tôi đã để rồi biết. Thế là tập xong rồi cái bữa đó lại vô cái là cuối cùng ha, chánh tế bồi tế viên quan hương chức tự gì. Mấy ông nghe là khăn đóng áo xanh áo đỏ là lại quỳ của hàng. Lúc đó tôi mới lên chân à. Cái tôi nói hữu phục hưng, hữu phục tôi là đứng dậy nha, bái mới được lại nha, tôi chưa nói là không được lại à. Hưng đứng dậy, bái lại. Hưng đứng dậy, bái. Hưng bình thân, bình thân mới được đứng nha. Đó, bữa hổm đòi đái đầu nói bạc đây, bây giờ tôi ra lệnh hay lại là lại, mà tôi ra lệnh là đứng là phải đứng. Là cái quỳ đó, quỳ cái rồi học trò lễ đem lại cái tôi hô đó chăm tra, thì mấy ông ấy vương người già tâm vậy. Đó. Trời ơi, tôi ra lệnh cái là phải làm theo. Hồi đó làm vậy mà bây giờ thấy cái đó tầm thường vô cùng. Thời gian cách mạng đã nhận thức được cái chân lý đó đều không có cần thiết, cho nên là coi như là giải thể hết trơn. Nhưng mà bây giờ phục hồi lại hết ráo, gọi là văn hóa dân tộc bản sắc làm lại, và tôi thấy cái đó giờ tôi ớn quá, không cần thiết nữa, không cần thiết. Làm đơn giản, ai có lòng tin tưởng thì cúng đơn giản sơ sơ thôi. Còn cái nghi thức đó trước kia mình đã nói rằng là nó là thuộc là cái nghi thức của ảnh hưởng của chế độ phong kiến. Phong kiến nó bày ra như vậy, thế thì bây giờ mình làm cái đó chi cho nó mệt nữa chứ. Cho nên sau 52 năm học đạo rồi đó, cái thấy của mình khác hơn là cái thấy hồi nhỏ. Hồi nhỏ bản thân mình làm cái đó, ta gọi là ăn miếng thịt làng bằng một lần sàn thịt chợ, khoái lắm. Đi làm vậy rồi còn được ăn thịt làng nữa chứ. Cho nên là phải tập cái vấn đề khen chê, mình phải có cái lập trường, cái nhận thức của mình. Chứ người ta khen thì người ta có quyền khen, mà có thể mình không khen. Người ta chê thông thường là người ta sợ, mà có thể mình không sợ. Ghê vậy đó. Mà vì khen là ai khen chứ, bậc hiền bậc thánh, người trí người giác ngộ ta khen mình mới đáng mừng. Chứ những người mà bình thường, rất bình thường, những người trong cái giới ăn chơi phè phẩn say sưa nhậu nhẹt mà người ta quan ninh, ta khen mình, thì cái giá trị mình có thật sự được cái giá trị thật đâu. Do vậy cho nên cái người học đạo, cái thấy của người chứng đạo phải khác. Bất khả quỷ mà bất khả tăng, thể nhật hư không vô nhai bạn. Người học đạo có định tĩnh thì có an lành ngay tại chỗ, mà chê hay khen không giận mà cũng không mừng. Rỗng như không, lòng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu, không chỉ cho ai thấy được. Cái người tu hành người ta có cái an lạc của ta gọi là bất tư nghì giải thoát. Kinh Di Ma Cật dạy là ông Di Ma Cật là con người bất tư nghì, tập hợp cái chúng, một đại chúng toàn là Bồ Tát,
cả ở ở ở cõi Ta Bà, kể cả ở mười phương, tôi gọi là tập hợp chúng bất tư nghị. Ông Di Ma Cật là người thuyết pháp bất tư nghị, lúc thì thuyết pháp nhân thừa, lúc thì thuyết thiên thừa, lúc thì thanh văn duyên giác, lúc là đại thừa tối thượng thừa, mà thừa nào cũng đều là lợi ích cho mọi người. Dù nói ngũ thừa nhưng mà cái mục đích là phục vụ cho tối thượng thừa, để động viên cho mọi người thành Phật. Cho nên ông Di Ma Cật là người bất tư nghị mà tập hợp cái chúng bất tư nghị và thuyết pháp bất tư nghị và trình diễn cảnh giới bất tư nghị, để cho mọi người thấy rằng pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất nhị, là một, là tất cả, tất cả là một. Trình diễn cảnh giới bất tư nghị và tạo cái điều kiện cho người ta nhận thức được chân lý rồi, người ta có một cuộc sống an lạc và giải thoát bất tư nghị. Do vậy cho nên là quyền giác đó là tìm rồi tự hiểu. Anh có tu rồi anh hiểu, chứ còn anh bảo tôi chỉ cho anh không được, anh chỉ cho tôi cũng không được. Phải tìm rồi tự hiểu. Anh có uống nước anh mới tự biết được cái hương vị của nước. Anh không có uống được nước của tôi thì tôi chỉ cho anh cái hương vị, cái mùi nước này không bao giờ anh biết được đây là nước gì. Cho nên là khen hay chê, không giận cũng không mừng, mà rỗng như không, lồng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu mà không chỉ cho ai thấy được. Đại chúng để ý cái chữ mà tìm rồi tự hiểu không chỉ cho ai thấy được, đó là người tu ta có cái giải thoát gọi là bất tư nghị, không chỉ cho ai thấy được đâu. Người nào có tư duy, có quán chiếu, người đó có sự an lạc. Nó từng phần, người nào có giữ giới thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì cái sự an lạc nó từng phần, nó cao hơn, thấp hơn là do người đó biết, chứ còn chỉ cho người khác không chỉ được. Người thực học, thực tu và chứng đạo thực, họ có sự an lành giải thoát thật mà người thường khó biết. Bất tư nghị mà không thể nghĩ bàn được. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Cái sự an lạc, sự giải thoát đó nó bật nhất cái diễn tả bằng văn tự, bằng ngôn ngữ. Mà mình nghĩ ngợi cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát của người ta, mình nghĩ cũng không bao giờ tới được. Kinh điển Phật gọi đó là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Họ giải thoát và an lành ngay trong cái lúc nói, nín, động, tỉnh, ngay khi đi, đứng, ngồi, nằm. Kinh điển Phật gọi qua cái từ là bất ly ư đương xứ. Thể nhật hư không vô nhai bạn, bất ly đương xứ thường tạm nhiên. Cái an lạc của ta kêu bằng bất ly ư đương xứ. Lúc nói, lúc nín, lúc động, lúc tỉnh, lúc đi, đứng, lúc nằm, lúc ngồi đều là có sự an lạc. Tôi nói ví dụ như là tôi coi tivi, tôi cũng coi tivi như mọi người, nhưng mà tôi có cái tư duy của tôi. Tôi thấy cái chuyện phim đó chỗ nào là gọi là có thể có lợi ích xây dựng cho con người, mà chỗ nào là không có đáng kể gì hết, chỉ đầu độc cho con người có hại. Chứ không phải là tivi mở lên rồi là cái gì là mình cũng coi hết, mà mình coi hết mà mình giao mạng của mình cho nó xây dựng sao nó xây. Hôm qua coi một cái án, có một cái cô đàn bà rất là bất hạnh, làm cho nghĩa là 3-4 vị anh hùng trong xã hội, trong cuộc đời nghĩa là chết một cách nghĩa là không cần thiết. Là cái vụ án của ông ba công xử cái cô gì đó, cô gì có thằng chồng bất tài, vô dụng, bất lực, đi mượn một cái thằng bạn khác để lấy giống sinh con. Lấy giống sinh con rồi lại không dám nhận cái việc đó là việc của mình làm, để cho bà mẹ bắt lỗi cái con vợ mình là con dâu của bà, đem ra quan tòa, đem là cột ở trong cánh cửa, thả trâu sông cho chết. Ông tướng quân nọ lượm cái cô nọ đem về thì 2-3 thằng chồng hờn, chồng bất lực, chồng hữu lực, lời sau đó là chết hết. Thế là ba công xử cuối cùng rồi là hai thằng chồng hờ, thằng chồng không hờ cũng chết.
Rồi ông tướng quân rất là anh dũng, là cũng chết. Rồi cái người mà trung thành của ông tướng quân đã cũng chết. Thế là chết bốn người đàn ông chỉ vì có một cái người phụ nữ bất hạnh đó. Cho nên nhìn đời tôi thấy cái cuộc đời mà nếu mà có người như vậy thì trời Phật ơi, cuộc đời đau khổ ê chề. Sinh ra để giết bốn người, rồi còn thằng nhỏ sao cũng không ra gì. Thằng con thì thằng cha ruột nó không thương, cha nuôi thì nó cũng không nhận. Cho nên là những cái thứ phim như vậy đó mà. Mình còn nếu mà có thời giờ thì cũng thấy có được để mà nhìn để nhận thức cái cuộc đời. Nhưng mà giàu ra đưa nó mình biết đó là cái chuyện không có thiệt. Vì vậy cho nên không có thể gửi hồn cho những cái thứ phim ảnh, hoặc là cái thứ gọi là tuồng tích hay là văn hóa gì đó. Mình phải có cái lập trường của mình. Thành ra cái người mà biết tu tập thì có sự an lành bất ly ưu đường xứ. Ngay cái chỗ mình đi đứng nằm ngồi, ngay cái lúc mà nói nín động tĩnh. Mà nói nín động tĩnh là tôi nói đại chúng để ý đó. Cái bài mà tôi vô cùng tâm đắc là mặt thời thiết, thiết thời mặt. Lúc đang nói mấy kẻ biết đó là không nói gì. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, mà lúc nói nhiều có ai biết đó là chẳng nói gì. Người ta có cái lập trường riêng ở bên trong rồi. Thành ra khi im lặng mà ta nói vô số pháp, vô số tư duy chánh quán chánh niệm của người ta. Còn lúc nói nhiều mà ta nói những cái điều tầm thường cạn cợt xã giao bên ngoài, lúc nói nhiều có ai biết đó là chẳng nói gì. Đúng khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, không có trở ngại và không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Cái câu đó là cái câu của cái người mà tu thiệt, người ta có làm đạt được tới cái chỗ đó. Ta sống trong mọi lúc đều là bất ly ưu đường xứ, lúc nào ta cũng biết ta nói ta biết ta nói gì. Và lúc không nói mà người ta nói rất nhiều. Trạng thái an lành giải thoát đó là sự biểu hiện của một con người, một thiền giả, một tâm hồn đạt đến cái trình độ như bất động trước ngoại cảnh khen chê lợi suy quỷ dự. Lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc, tám cái thứ gió. Ta tân bốc mình lên, ta nói việc đều có lợi cho mình là mình vui. Ta nói cái việc mà mình thấy rằng không có lợi cho mình, có hại cho mình là mình buồn. Cơ hềm sau lưng mình, nghe ta cơ hềm ta khiển trách mình buồn, nghe ta khen tặng mình vui. Những điều gì mình vừa ý thì mình vui, mà những điều gì bất bình bất mãn thì mình đau khổ. Thế thì là nếu mà tám cái thứ gió đó mà nó thổi mà mình bị lay động, thì cái sự tu hành của mình nó giống như một cái cây còn yếu ớt, nó quật theo cái chiều gió, có thể ngã có thể gãy. Còn nếu nó mà như mà cái ngọn núi, như là cái cột đồng thật vững, thì gió bão cỡ nào nó cũng vẫn bất động. Cho nên cái học đạo để ý cái này mà mình phải huấn luyện mình. Nếu mà mình bị tám thứ gió đó mà nó làm mình lay động rất dễ dàng, là chứng tỏ rằng là cái đạo lực tu hành của mình còn non lắm. Phải để ý cái đó. Đó gọi là bát phong. Yếu tố khiến cho hành giả đạt đến cái cảnh giới như bất động ở nội tâm là phải tư duy quán chiếu, thấy cho được cái tâm thể vốn rỗng rang thanh tịnh trong sáng như hư không,
nhưng không phải là sự sự vật vật trong sáng như hư không. Hư không không phải là sự sự vật vật, nhưng hư không không chống cự sự phát huy của sinh trưởng của sự vật. Cái này là kinh Lăng Nghiêm có câu là cái tâm của mình đó mà, ở đây ta gọi là rỗng như không, lòng lộng sáng trong. Không giận cũng không mừng, rỗng như không, lòng lộng sáng trong. Kinh Lăng Nghiêm có câu là thí như hư không thể phi quần tướng, mà bất cự chư tướng pháp quy. Nó rỗng như không, nó lồng lộng như không, nó sáng trong như không, mà sự vật pháp quy sinh trong nó không có gì trở ngại hết. Cho nên á, mình phải có cái lập trường của mình, cái thấy của mình nó rỗng lặng, nó trong sáng. Mà còn cái sự vật của trần gian này nè, các pháp của thế gian này, người ta sinh hoạt gì đó, là mình phải tập nhìn bằng như thấp như thị. Xã hội người ta như vậy, ta muốn như vậy, ta làm như vậy, ta sinh hoạt như vậy, thì mình không có quyền và cũng không được xen xỏ vào trong cái việc cản trở việc của người ta. Đành rằng mình phải tập cái mình, cái tâm mình nó giống như không, lồng lộng sáng trong, đó là lập trường và lý tưởng của mình. Nhưng mà còn thế như không thể phi quần tướng, mà bất cử chư tướng pháp quy, nó lồng lộng sáng trong như vậy, mà sự vật hiện tượng sanh ra trong hư không đó, hư không không hề thấy có trở ngại, cũng không hề có dụng ý cản trở chê khen. Chỗ đó là chỗ để ý đó. Còn bạn không khéo mình đơn độc quá nha, mình không khéo mình đơn độc à, mình chê mình khen lớn quá là mình vướng vào trong cái chuyện mà khen chê, rồi mình tự lỗ lã thiệt thòi. Cho nên biết, nhưng mà phải có cái lập trường. Thí như hư không thể phi quần tướng, mà bất cự chư tướng pháp quy. Sự vật dù sanh trưởng pháp quy trong hư không, nhưng hư không vĩnh viễn là hư không thanh tịnh. Dữ kiện và yếu tố tư duy quán chiếu đó khiến cho hành giả có được cái sự tự tại an nhiên là bất khả quỷ, bất khả tán. Nghĩa là khen không giận, khen không mừng, mà chê không giận. Hành giả có được cái an vui kia bằng bất ly ư đương xứ. Nghĩa là ở chỗ nào mình ở đâu là đều có an lành hết. Rồi coi như là hết giờ bữa nay, gần ở đây được rồi, còn mấy phút. Xin nhắc lại là nghỉ hai chủ nhật. Ở công ty du lịch nó nói là nó thiếu cái tháng đích của Ấn Độ là nửa tiếng rồi, nó có xin phép thầy không? Nhưng mà bây giờ tôi xin nha. Nửa tiếng à? Nhưng ta lỡ chưa? Lại hết rồi, tôi đứng ngoài chờ, tôi chờ mày. Nhưng mà nếu mà ai muốn về, tao về thì mình có quyền gì? Thì nói hỏi tao chuyện nào mà. Xin thông báo với đại chúng, có công ty du lịch ta chiếu cái phim mà phim về thắng tích của Phật ở Ấn Độ, người ta mời các vị ở lại để mà coi, mà tham quan cho nó vui. Nếu các vị thích là cứ ở lại. Hồi hướng hả? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn vô lượng thề nguyện ngọc mở bạch đạo vô thượng thề nguyện thành.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 99. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, như thường lệ chúng ta nghiên cứu học về kinh, về tác phẩm Chúng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 29. Và cũng xin báo cáo với toàn thể đại chúng là hôm nay chúng ta sinh hoạt một bữa nay, rồi nghỉ hai cái chủ nhật để cho tăng ni toàn thành phố lo sắp xếp cái việc triết hạ an cư của mỗi trụ xứ mình, đồng thời cũng là thành hội Phật giáo tổ chức cái lễ Phật đản mà các vị đã thấy đang làm lễ đài ở đây. Cho nên là nghỉ hai cái chủ nhật để sau đó thì cái lễ an cư kiết hạ xong xuôi hết đó, thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại, cũng như là trường Phật học các cái lớp ở đây cũng nghỉ hai tuần như vậy. Xin đại chúng liễu tri cho. Còn cái việc mà đây là hôm nay có cái câu hỏi này, rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà cái điều thứ nhất là tôi đã dặn câu hỏi là rất cô động và gọn mà không có lý luận. Thầy không biết cái nào là hỏi cái nấy, mà không có lý luận, vòng qua vòng lại, vòng qua vòng lại rồi mới bảo hỏi, mới hỏi cái gì thì cái đó là không có trả lời được, trả lời nó không có rồi. Hai nữa là hỏi là phải có học ở đây lâu rồi thì hỏi nó mới có, nó có theo cái khuôn khổ, cái mực thước mà có học rồi, có hiểu rồi, còn cái chỗ bế tắc thì hỏi thì giải nó mới được. Chứ còn ví dụ như từ lâu lắm rồi không có học gì hết, mình đem vô mà hỏi á, là chỉ có cái cách là phải mở cái lớp mà dạy lại từ đầu thôi, chứ không có trả lời được. Có trả lời đi nữa cũng không ít lợi gì, mà những cái người người ta học ở đây lâu năm á, mà người ta chịu không có nổi, nó mất thì giờ của người ta. Thế thì là cái việc đó xin lưu ý cho, quan hệ cho, phải học ở trong cái khuôn khổ, chứng tỏ rằng là cái tiến trình mình học nó tới đó, nó bị cái gút gì đó thì nhờ ta mở ngay cái gút đó thôi. Chứ giờ một cuồng dây to vậy mà rối nhộng vậy, đem đi nhờ mở, mở sao cho nổi. Phải mở rồi, hết rồi, chỉ có gút đó thì khó. Bây giờ tôi có khả năng mở thì nhờ mở gút này thì nó mở được. Chứ đem cuồng to vò mà nhờ mở thì không có khả năng, không có thời giờ để làm việc đó. Bây giờ hôm nọ thì đã triển khai qua cái bài thi ca thứ 33 rồi, nhưng mà cái thời giờ bao nhiêu đó đó, cái ý này mà lướt qua thì rất là uổng, cho nên hôm nay là quành trở lại thi ca 29 ở 33, kỳ 29. Bữa nay là tiếp tục triển khai lại cái thi ca 33. Cái này đại chúng và những vị mà đi muốn đi sâu vào kinh điển để ý học cái bài này cho kỹ. Cái câu mà nhất địa cụ túc nhất thiết địa thì muốn học kỹ là các vị phải học cái chữ nhất thiết địa là cái gì cái đó. Cái chữ nhất thiết địa đó là ở trong cho nên trời Atula, người địa ngục, quỷ, súc sanh ta gọi là lục thú tập cư. Nhưng mà tại vì là Atula thì cõi nào nó cũng có riêng của nó, có trời cũng có Atula, có người cũng có Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh gì cái đều là có cái kiểu Atula của cái cảnh giới đó. Vì vậy mà lược bớt đi kinh điển thường gọi là ngũ thú tạp cư, là ở chung,
ở chung lộn nhau trong cái cõi dục. Còn cái địa thứ hai á, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền là ly ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Đó là cõi cõi sắc, gọi là thế giới sắc, gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới là không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Đó là chính địa. Mà chính địa như vậy là gồm, nó nằm ở trong tam giới. Tam giới là gồm có chín cái cảnh giới đó. Những người nào, tâm hồn nào còn ở trong chín cảnh giới đó đều gọi là những người ở trong tam giới. Mà trong chính cái địa đó, ta gọi là cái bài thi ca này, nó nhất địa cụ túc nhất thiết địa. Một cái cảnh giới này nó có đủ cái chất liệu của 8 cái cảnh giới kia, nghĩa là vấn đề vui khổ giống y nhau. Đó là nói về tam giới cửu địa. Rồi nói về cái địa mà của 10 phương, gọi là 10 phương thế giới. Mỗi một thế giới của chư Phật trong 10 phương cũng đều gọi là một cảnh giới, một địa. Thế thì là trong cảnh giới này cũng có đủ cái chất liệu của cảnh giới kia. Cho nên cõi, trong một cõi, đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, phi sắc phi tâm. Trong tam giới cửu địa cũng giống y như vậy. Trong một địa có cái chất liệu của chính cái cảnh giới chính địa kia. Cảnh giới của 10 phương chư Phật trong một cảnh giới cũng có cái chất liệu y như của cảnh giới nào, cũng y như cảnh giới nào. Do vậy ta nói là cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Bởi vì cực lạc là khi nào mình tỉnh thức, mình giác ngộ thì mình không có bị phiền não vô minh, thì mình lúc đó gọi là mình vãng sanh cực lạc, tức là mình đổi đời, mình thay đổi cái đời sống của mình, nó không còn ưu bi khổ não cực khổ nữa, thì mình gọi là cực lạc, là vãng sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ để ý. Còn bằng ngược lại, bất cứ mình ở đâu mà nếu mà không có chánh niệm, không nhận thức được cái chánh, cái tà, cái thiện, cái ác, không có tỉnh thức, không có giác ngộ, thì bất cứ ở đâu, gọi là địa nào, cảnh giới nào cũng đều là đau khổ giống nhau. Cho nên để cái này mà học cái này, mà chất liệu của Đại Thừa là cái bài này dữ lắm đó. Cảnh như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Ta bà tức là cửu giới đó, tức là cửu địa đó, có dục, có sắc, có vô sắc. Thường thường người ta học, tôi nói là có ta bà tức là gồm ở trong là cửu địa, tức là gồm trong có dục, có sắc, có vô sắc. Nhưng mà cái tư tưởng Đại Thừa ta nói cõi ta bà đó sự thật, nó không có thật. Nếu người ta tỉnh thức, người ta giác ngộ, người ta nhận thức được kiến hoặc tư hoặc là nguyên nhân của đau khổ, người ta đoạn trừ kiến tư hoặc. Ta nhận thức được, cái người mà có chánh niệm, người có tỉnh thức, người mà sống theo bát chánh đạo, ta diệt trừ kiến tư hoặc rồi thì
cái địa cửu địa mà gọi là Ta Bà đó mà, không còn là cảnh Ta Bà nữa mà nó trở thành cảnh Cực Lạc. Bởi vì cảnh Cực Lạc là gì? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh Cực Lạc. Chúng sanh nào mà không có bị các điều khổ, không có bị các cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, không có bị những phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành, thì chúng sanh đó gọi là chúng sanh đó đã ở Cực Lạc rồi đó. Từ cái nhận thức này cho nên là mình phải tạo cho mình sống vãng sanh Cực Lạc trong ngày, trong những ngày mà mình còn sanh tiền. Và là tất nhiên là cái học giống này nó sẽ đời đời nó là học giống tốt, học giống mà người ta đã chuyển hóa ra, ta lai tạo ra giống tốt rồi, thì cái là lần sau chiếc nhánh là ương hộp của học giống đó đều là phải là giống ngon. Cho nên ngay bây giờ mình phải chuyển hóa cái phiền não vô minh của mình để mà mình không bị các cái phiền não vô minh nó làm đau khổ, mà mình chỉ hưởng các điều vui, thì mình là cái người vãng sanh Cực Lạc trong hiện tại. Mà hiện tại mà hộp giống này nó đã là trở thành hộp giống ngon, thì mình trồng cái hộp giống đó, cái gen của cái cây đó hay là cái hộp, cái nhánh của cây đó hay là cái hộp của cây đó đều là trồng ra thứ cây ngon, trái ngon. Chỗ này là cái chỗ sâu nè, mà nếu mà không hiểu cái chỗ này đó thì mình tu coi như rất là dữ, rất cực mà khổ đó, mà không có kết quả lắm. Cho nên phải nắm vững là cõi như nhau, không có Cực Lạc, không có Ta Bà. Ta Bà là khi nào phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành thì là chúng ta đang ở Ta Bà. Mà chẳng những ở Ta Bà mà còn ở tam đồ ác đạo nữa cơ. Bởi vì chỉ Ta Bà nó là gồm có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mà cõi dục mà cực độ của cái tham dục, thực dục, tham dục, dâm dục mà cực độ đau khổ thì nó thành ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do vậy cho nên là để ý, phải để ý và tư duy cái này, và phải thấy rằng mình ở trên cõi đời này có lúc nào mình có thể là mình sống bằng ngạ quỷ, mình là ngạ quỷ, có lúc mình là súc sanh, có lúc mình là bị gọi là đọa địa ngục a tỳ, phải thấy như vậy mới được, chứ không phải chờ chết rồi mới sợ ngạ quỷ súc sanh. Con người này không dễ gì thành cái loài bốn chân mà để là như con thú, không dễ gì mà thành cái loài có cánh như chim mà gọi là súc sanh vậy đâu, khó làm cái đó lắm. Mà nó làm ngay ở trong cái cõi đời này, nghĩa là cái tánh tình, cái ăn ở, cái khổ đau, cái chịu đựng của ta, nếu mà không có phước đức, không có trí tuệ, ta sống y như là cái khổ, y như cái khổ của súc sanh, ta sống ta chịu đựng cái khổ y như cái khổ của ngạ quỷ, ta sẽ chịu đựng những cái khổ y như cái khổ địa ngục. Bởi vì chữ địa ngục là ta dịch là khả yểm, là khả khí, khổ cụ, bất lạc, là vô, là hữu, tức là những cái cảnh mà đau đớn cực kỳ khó chịu, khổ sở, chứ không phải là địa ngục là ở đâu nữa hết. Do vậy cho nên là phải quán chiếu lúc nào mình ở địa ngục, mình phải biết để mà mình thoát ra, lúc nào mình sống bằng ngạ quỷ, có cái kiểu sống bằng ngạ quỷ thật sự trên cõi đời này. Nhưng mà đều nếu mà chúng ta không có để ý mà tu tập, không có quán chiếu, ta không thấy, chứ có quán chiếu là thấy ngay. Sống cuộc đời ngạ quỷ, thèm thuồng vô độ, tham muốn vô độ, suốt đời tham muốn mà không bao giờ biết đủ, là sống ngạ quỷ. Ngạ quỷ là thèm thuồng mà, nó mong mỏi, nó khát khao, đói khổ, tự thấy đói khổ, kỳ thật không phải đói khổ mà nó đói khổ. Còn súc sanh là gì? Là không có biết cái phẩm giá, cái nhân cách của một con người, của cái con người, mặc dù là đi hai chân nhưng mà tánh tình ăn ở gian xảo lật lọng, vô liêm sỉ, vô đạo đức. Thế thì cái cuộc sống đó là trong đạo Phật ta ví như là sống cái đời sống súc sanh, chứ không phải mình đợi tới mình đi bốn chân hay là đi hai chân hay là có cánh như chim như thượng cầm hạ thú. Còn những người mà khổ triền miên đó là đọa địa ngục rồi đó, làm sai với hiến pháp, với luật pháp, làm sai với cái quy ước sống của xã hội,
rồi cứ dằn vặt từ rầy ra tới đau khổ, đau khổ tới kiện tụng tới tù tội, tù tội tới tử hình. Mà tới cái thời gian đó chờ đợi như vậy là nó đau khổ vô cùng vô tận, là đọa địa ngục rồi đó, hữu gián hoặc là vô gián đó. Phải thấy như vậy mới học đạo Phật. Còn mà chờ chết rồi mới sợ đọa địa ngục trong lúc chết rồi là hoàn toàn không phải đạo Phật. Chờ làm tội rồi sau này nó chết rồi mới thành con trâu, con bò, con chim này kia để là gọi là đọa súc sanh, mà hiểu như vậy là không phải đạo Phật. Con người không dễ gì đọa thứ đó đâu, bởi vì trong giữ gìn ngũ giới là ta đã làm được con người rồi mà. Mà trong đời này là nhiều người người ta giữ ngũ giới được lắm, thậm chí là ta non đi nữa ta gọi là thiểu phần ưu bà tắc hay là thiểu phần ưu bà nhi, ta giữ được 2-3 giới thôi ta cũng chưa mất con người được. Thế thì chừng nào mà con người này mới làm loài thú thượng cầm hạ thú, bốn chân hai cánh, rồi ai là người mà bắt tội là đem về giam ở nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nào? Cho nên cái đó là không phải vậy. Cho nên học cái bài này thật kỹ để mà tu nè. Đất một cõi là đất hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, phi sắc phi tâm. Cõi nó nói sắc không trúng, nói tâm không trúng. Sắc mà nếu mà nói mà hoàn toàn vật chất không á, mà không có con người, không có bác sức tâm vô của con người để tác động vào, thì cái gọi là vật chất trên cõi đời này đều trở thành không có gì để đang nói. Nói với ai? Nói với ai? Ai nghe? Ai biết? Cho nên nói là vật chất không trúng, mà nói về cái giảng pháp này là do tâm không, không trúng. Tâm không thì tâm đối với cái gì? Tâm thì phải đối với vật, nhân thì phải đối với pháp, nó mới có đối tượng chứ. Do vậy trên cõi là nhất chân, mà phi sắc phi tâm, mà trong đó vừa sắc vừa tâm. Bởi vì giảng pháp do nhân duyên trung trùng vô tận hòa hợp mà sanh. Tôi nói ví dụ bây giờ này, mình nói dễ hiểu, và các vị ai cũng có cái tivi rồi. Tivi là toàn là bằng những cái dữ kiện đó, những cái linh kiện đó là toàn là bằng vật chất hết. Nhưng mà tôi xin lỗi nha, mình hồi hướng cho đúng thủ tục á, là cái dòng điện đấy, đầy đủ trong đó mấy trăm cái linh kiện để ghép lại thành cái tivi đủ rồi đó, mà thiếu một dòng điện thôi thì cái tivi hay là cái máy vi tính đó có hoạt động được hay không. Hoặc là có dòng điện rồi nhưng mà trong cái tivi đó nó lại đứt đi cái cầu chì, hoặc là một cái con vốn nào đó hở ra một chút xíu thôi, hở một sợi tóc thôi, cũng không thành được, bởi vì duyên mà.